Một bác khách mới mở xưởng này vào nghề, đầu tư khuôn mẫu để đúc bàn ghế đá và các loại hàng rào, con tiện, con song. Đấy. Tổng chi phí của bác đấy hết có 60 triệu. Đấy, hết có 60 triệu thôi mà. Chưa có máy ly tâm, chưa sử dụng máy ly tâm đúc thủ công hết. Đấy ạ, vì khuôn bây giờ nó cũng rẻ cho nên là các bác mới vào nghề thì cũng chỉ đầu tư khoảng tầm 6-70 triệu thôi là cơ bản khá là cũng được nhiều khuôn rồi. Vì là do là khuôn bây giờ nó rất là rẻ, nó không đắt như ngày xưa nữa. Đây ạ. Đấy, bác cho xe về chợ thì cũng được nhiều phết đấy, được hơn 20 kiện hàng. Đấy, và hai bộ bàn ghế đá Garito khuôn bằng sắt thì để ở ngoài. Vậy thì các bác mà mới vào nghề thì hãy nghiên cứu đến cái ngành nghề này nhé. Vốn đầu tư ban đầu thì cũng không nhiều, cả vật tư vật tư các thứ nữa để đầu tư để làm thì nó chỉ rơi vào khoảng hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu thì là các bạn sẽ có một bộ khuôn để vào nghề rồi. Đấy, và chúng ta cơ bản là được khá khuôn rồi đấy, vì là số lượng khuôn là được rất là nhiều. Đấy, cái hàng hãy nghiên cứu nhé. Bên em thì cung cấp rất rất nhiều các loại khuôn khác, khuôn xây dựng, khuôn chậu cảnh, các loại khuôn khác đều có sẵn nhá. Các bạn trẻ hãy nghiên cứu và tạo cho mình một cái nghề nhé.